Nhân dịp đại lễ tam hợp Vê Sắc trăng tròn tháng 4, mừng Bồ Tát Hộ Minh Đản Sanh, Bồ Tát Hộ Minh Thành Phật và Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Vì sao mình phải phân định rõ Bồ Tát Hộ Minh Đản Sanh, Bồ Tát Hộ Minh Thành Phật? Vì trí tuệ con Phật không thể dùng từ bừa bãi. Đã là Phật sao còn sanh, sao còn thành đạo mà gọi là mừng Phật Đản Sanh, mừng Phật Thành Đạo. Các bạn chiêm nghiệm xem có đúng như vậy không? Quay lại Đại lễ Tam Hợp được Liên Hiệp Quốc công nhận, Đại lễ Vê Sắc tôn vinh Như Lai thị hiện, khai sáng ra Đạo Phật. Và mừng năm 2024 Thánh Tăng Minh Tuệ xuất hiện, con xin có đôi lời tri ân các ngài. Lui về lịch sử năm 624 trước Công Nguyên, Thái tử Siddhartha, tức Bồ Tát Hộ Minh, đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni. Ngài sống trong cung vàng điện ngọc, chuẩn bị làm vua nhưng không thỏa mãn câu hỏi làm sao để hết khổ trong kiếp làm người. Năm 29 tuổi, Ngài xuất gia tìm đạo, và năm 35 tuổi, Ngài đã chứng ngộ thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, A-La-Hán cao thượng, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thành Phật, Ngài quán nhân duyên và gặp năm anh em Kiều Trần Như truyền dạy bài kinh Tứ Diệu Đế, cũng mang tên là Chuyển Pháp Luân, kinh điển hàng lâm của Đạo Phật. Tóm lược, bài kinh Tứ Diệu Đế gồm có Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế, chia ra làm hai phạm trù nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian. Cặp nhân quả thế gian gồm có Tập Đế là nguyên nhân, Khổ Đế là kết quả. Cặp nhân quả xuất thế gian gồm có Diệt Đế Niết Bàn là thành quả, Đạo Đế Bát Chánh Đạo là tạo nhân. Rút gọn Tứ Diệu Đế nữa còn hai chữ nhân và quả. Vì sao Đức Phật rút gọn còn hai chữ nhân và quả? Vì Ngài biết Ngài còn phải nhập Niết Bàn, không thể ăn đời ở kiếp, nhắc nhở từng người một qua sông giải thoát. Như nhiều tông phái về sau đưa thêm 84.000 pháp môn vào Đạo Phật là quá nhiều chi tiết thêm thắt, làm cho chúng sinh loạn pháp. Nên Ngài trí tuệ đưa pháp nhân và quả vào thế gian, tùy theo căn cơ trình độ chúng sanh mà xử lý thực hành nhân quả thế gian, tiến sang nhân quả xuất thế gian. Ví dụ, bạn chưa biết hoặc đủ lực thực hành Bát Chánh Đạo, thì bạn thực hành nhân quả thế gian, tạo những nhân lành đơn giản như làm người đạo đức, giữ năm giới, thì tự động bạn sẽ hái quả lành, gặp minh sư bạn hữu có trí tuệ chỉ bạn tiếp sang nhân quả xuất thế gian, cùng nhau tiến bước trên con đường Bát Chánh Đạo về đích Niết Bàn. Hiểu được Tứ Diệu Đế tóm gọn còn hai chữ nhân quả, bạn rất dễ thực hành Đạo Phật. Sau 45 năm hoằng pháp, khi 80 tuổi, Ngài đã tịch diệt Niết Bàn, cũng vào đêm trăng tròn. Sự nhiệm màu của Bậc Thánh là các sự kiện quan trọng, đản sanh, thành đạo, Niết Bàn đều luôn xảy ra trăng tròn rất đẹp. Trên thế gian này, không có một ai có cái chết vĩnh viễn, rất đẹp, viên mãn như Phật Thích Ca, vì Ngài đã tìm ra được con đường thoát ra khỏi tam giới. Một lần nữa, tụi con xin tri ân Tam Bảo đã cho tụi con trí tuệ thấy ra được ánh sáng Phật Pháp. Và đặc biệt, tụi con xin tri ân Sư Hộ Minh, Sư Hộ Trí, người đã truyền lại chánh Pháp cho chúng con, giúp chúng con từng bước vén màn vô minh u tối. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.